Chào các bạn đã quay trở lại với những video dạy cách bó hoa của Shop Hoa Thảo. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là cách bó một cái bó hoa bằng tiền tờ 50k. Hôm nay khách có đặt mình là 60 tờ tiền và 3 triệu nha các bạn. Thì mình do cái tờ 50k này của Việt Nam mình á, nó có cái màu hơi nhạt, cho nên là mình sẽ điểm thêm cỏ điểm ở giữa nha các bạn, cho nó nổi lên cho nó đẹp. Thì đầu tiên mình sẽ dùng một viên, đây là viên ngọc. Cái này là mình tạm gọi nó là ngọc trai nha các bạn. Mình sẽ dùng keo. Mình sẽ dùng cỏ điểm. Điểm vô nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng kẽm cuộn để cột nó lại cho chắc nha các bạn. Tại vì nếu mà bạn dùng băng keo trong thì nó sẽ không có chắc đâu. Tiếp theo thì mình sẽ dùng băng keo nha các bạn. Mình sẽ đặt ở giữa tờ tiền. Các bạn đặt làm sao cho cái hoa này nè các bạn, nó vừa lú lên thôi. Chứ các bạn đừng có để lú lên nhiều quá hoặc tụt xuống nhiều quá. Lú lên nhiều quá thì nhìn cái bó hoa của chúng ta sẽ rất là thô. Còn nếu mà tụt xuống các bạn sẽ rất khó để nhìn thấy những cái bông hoa của chúng ta nha. Mình sẽ dán hai đường băng keo các bạn để cho nó chắc. Sở dĩ mình dùng băng keo trong là tại vì cái này có thể tháo ra được ha các bạn, có thể sử dụng tiền được, không có làm hư tiền của chúng ta. Mình dán như thế này và mình tiến hành quấn. Quấn nó lại thành một cái tờ, có một cái bông có hai cái nhọn lên cho nó đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng băng keo dán lại. Đây thì mình đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều rồi ha. Đây là 60 tờ nha các bạn. Có điểm thêm rất là nhiều cỏ đẹp. Và ở đây mình có chuẩn bị thêm là 7 bông hoa như thế này nha các bạn. Các bạn chỉ cần để cái hoa hồng ở giữa và quấn lại giống như là mình đã hướng dẫn quấn cỏ điểm hồi nãy nha các bạn. Và chúng ta sẽ ra được cái bông hoa như thế này. 7 cái bông hoa này thì mình sẽ cắm ở giữa nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ dùng xốp cắm nha các bạn. Đây là một cái bông hoa mà không có gắn tiền nha các bạn, mình sẽ cắm điểm làm tâm nó ở giữa. Sẽ tiếp tục cắm những cái bông hoa có tiền nha các bạn.
là mình sẽ xoay cái phần có hai cái mũi nhọn này ra ngoài, còn cái phần tròn này thì mình sẽ để cho nó áp sát vào cái bông ở giữa. Khi mà các bạn tiến hành cắm cái bông này vô á, các bạn có thể xay xay để chỉnh sửa, xay để chỉnh sửa những cái phần nhọn này quay ra cái phía vòng ngoài nha các bạn. Rất là tròn và đẹp. Ở đây thì hồi nãy mình có chuẩn bị là 7 bông hoa, nhưng sau khi mình cắm một bông hoa ở giữa không có tiền và 6 cái bông hoa có tiền ở xung quanh thì mình đã thấy nó tròn rồi, cho nên là mình sẽ sửa cái bông hoa này lại thành bông hoa có cỏ điểm giống như là những cái này nha các bạn. Thì sau khi mình đã tiến hành sửa xong cái bông hoa đó thì mình sẽ tiếp tục cắm những cái bông hoa này xung quanh nha các bạn. Các bạn vừa cắm các bạn vừa xoay làm sao cho cái góc nhọn nó hướng ra ngoài nha các bạn. Các bạn sẽ tiến hành cắm cho mình là cắm những cái bông hoa này vào ở những cái khía cạnh này như thế nha các bạn, những cái góc cạnh này. Ở đây thì mình đã tua qua những phần không cần thiết và những cái phần mà mình hướng dẫn các bạn thì các bạn không cần tua, các bạn cứ chú ý và theo dõi hết video thì các bạn sẽ làm được thôi. Các bạn lưu ý là khi mình cắm vô á, nó hở như vậy nè, có một cái chỗ hở như thế này nè, nó sẽ không có đẹp. Chúng ta phải cắm sát như cái này nè, và mình sẽ tiến hành cắm lại, ép và cho nó sát như thế này nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục cắm hết cái phần mà khía cạnh này nha các bạn. Trong khi các bạn cắm thì các bạn xoay cái góc nhọn ra ngoài và cắm làm sao cho nó bằng nhau thì mình sẽ cho ra một cái bó hoa đều và đẹp.
Ok, như vậy là mình đã có một cái ra dáng một cái bông hoa hơi tròn tròn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cắm đến khi nào mà cho hết những cái tờ tiền này luôn nha các bạn. Phần này thì mình sẽ tua nhanh qua để cho các bạn dễ theo dõi và dễ học nha các bạn. Thank you.